bạn. Chị thắng nó mạnh. Con là Jun Chang Hoan. Nhanh. Bữa sáng như này cũng chẳng khác gì Việt Nam cả, bởi vì là đó là sức khỏe của mình, đó là cuộc đời, cuộc sống của mình. Đây có nghĩa đây là cuộc sống của mình nhé. Đây xe nhà tòa đi đón đây. Hello, xin chào các bạn. Hello, xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hello, xin chào các bạn. Đây là con trai mình chào tất cả mọi người đấy. Cháu thì nói tiếng Việt rất là dở không? Chỉ biết nói tiếng Hàn không thôi. Hôm nay là buổi sáng cuối tuần, hai bố con thức giấc thì bây giờ là 9 giờ rồi. Thì vợ mình cũng đã đi làm rồi. Dạo này vợ mình vào công ty này thì rất là lắm việc, thế cho nên là cứ đi làm suốt đấy. Mà mình thì cũng lâu lắm rồi, thì hôm nay mới có thời gian nghỉ buổi thứ bảy. Cuối cùng là chỉ có hai bố con lại tự chăm nhau vào ngày cuối tuần như này thôi. Thì bây giờ thì mình cũng đang chuẩn bị đồ ăn sáng, bởi vì hôm qua mình đã nấu cái món bún gửi các bạn xem rồi đấy, thì hôm nay là còn vẫn còn cái món đấy thì mình sẽ nấu lên để ăn, và mình còn phải uống thuốc nữa, bởi vì là cứ buổi sáng đi làm thì mình bắt buộc phải uống thuốc, mình bị cao huyết áp cho nên là mình phải uống thuốc hàng ngày. Con làm gì đấy? À, xin chào các bạn á. Xin chào các bạn. Chị thắng nó mạnh. Con là Jun Chang Hoan. Nhanh. Con là Jun Chang Hoan. Nhanh. Em bé nói hơi bị ngọng tí, nói chung là mình rất là lo lắng cho em bé, bởi vì là con mình chỉ nghịch thôi, không có chịu khó nói cả. Hôm nay là ở nhà hai bố con vui vẻ lắm. Lúc buổi sáng dậy thì mẹ trước khi đi làm thì đã cho em bé là uống một bình sữa. Thế bây giờ là bỏ em bé ăn cơm hay không, em bé không ăn. Con yêu mọi người. Con đấy, con yêu mọi người. Con yêu mọi người. Thôi con đi ra ngoài, con có nói chuyện được đâu. Để muốn nói chuyện tí. Thế bây giờ thì mình cũng chuẩn bị món bún để ăn sáng, xong rồi uống thuốc. Tí nữa thì nhiệm vụ phải đưa cho bé đi đi học nữa. Bởi hôm nay là bé cũng phải đi học ở nhà thờ, bởi vì là một số người trong nhà thờ ấy, người ta bảo cho bé đi đến lớp học, học kỹ năng nói, học độ học kia, người ta giúp đỡ mình ấy. Thế cho nên là tầm 1 giờ là bé phải đi học, đến 4 giờ là phải đón về. Đấy, cuối cùng là chỉ còn lại một mình thôi, ngày thứ bảy hôm nay. Thì các bạn hãy theo dõi mình xem ngày hôm nay mình sẽ đi đâu và làm gì như thế nào. Thôi bây giờ mình ra ngoài kia mình nấu món mình ăn đây, các bạn hãy theo dõi mình nhé. Con trai ơi, bye bye các bạn. Bye bye mọi người. Bye bye bye. Nói chuẩn lắm, nói rõ lắm. Đây cái nồi này đã sôi rồi đấy, đã sôi rồi. Đây mình sẽ nấu bún. Đây là bữa ăn sáng của mình nhá, loại bún mộc. Ở đây là một món bún của mình tự chế, như qua mình đã nói đấy, có ghẹ này, có mộc này, có thịt này, đấy. Và có xương sườn này, đấy, rất là ngon. Đậu phụ nữa, nhìn ngon các bạn. Đấy, mình khơi rõ cho các bạn xem nhé, nhìn ngon chưa? Đây, mời các bạn dùng bữa với mình nhé. Bữa sáng như này cũng chẳng khác gì Việt Nam cả. Mình vừa ăn sáng được 15 phút rồi, thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây, các bạn nhìn này. À, các bạn nhìn này, rất chi là nhiều thuốc luôn này. Thuốc rất là nhiều các bạn ạ. Nếu như ai cũng giống như mình thì chắc chắn là ngày nào cũng phải uống thuốc như này.
Cái thuốc này nó người ta bảo là sau ăn 30 phút, nhưng mà bây giờ đợi đến đâu cũng không, mình sau 15 phút mình uống. Thường thường mình sẽ mang đến công ty, ăn sáng xong đến công ty xong mình uống thuốc này không? Mình bị bệnh cao huyết áp. Nếu như không uống thì nó rơi vào tầm 170 trên 110 đấy. Nhưng mà uống vào thì nó sẽ giảm xuống là còn 130. Thì trước kia ấy, họ phát cho mình cái loại thuốc này và cái nọ thuốc này là mình mua nó khá là rẻ. 3 tháng mình dùng loại thuốc này chỉ mất tầm khoảng độ là 5 man thôi. Nhưng mà vừa rồi thì mình cũng có nói bác sĩ rằng là uống cái thuốc này ngay lúc đó, có như là một nửa ngày, có như từ sáng cho đến chiều thì huyết áp nó sẽ giảm xuống 130. Nhưng mà đến buổi tối thì nó sẽ tăng lên 140, bởi vì mình ở nhà có máy đo huyết áp. Bởi vậy là bác sĩ mới cho một loạt này. Đây, cái này là tăng liều lên và tất cả cho trong một gói luôn, khỏi phải nọ thứ kia nữa. Mà cái này là mình dùng là hơn 100.000 tiền Hàn, tương đương với 2 triệu Việt Nam 3 tháng. Dùng 3 tháng, tức ngày nào uống một gói này. Đấy, khổ thế các bạn ạ, bệnh tật vào rất khổ. Chỉ mong rằng là không có bệnh thì mình thoải mái. Nhưng bệnh cứ có bệnh một cái là mình phải dùng thôi. Nhiều người ở bên đây đấy cũng bị cao huyết áp như mình, nhưng mà gần như nhiều người ta không uống không. Là người ta cũng không nghĩ tầm quan trọng của cái bệnh đấy. Bây giờ chỉ cần có một chút tuổi thôi thì là cái cao huyết áp nó cứ tăng như thế, mà mình không uống thuốc thì nó sẽ bị tim bị to ra và dần dần là nó sẽ biến chứng. Mình rất sợ cho nên là mình cứ phải dùng cái thức ăn, dùng từ bây giờ, bởi vì là đó là sức khỏe của mình, đó là cuộc đời, cuộc sống của mình. Đây, có nghĩa đây là cuộc sống của mình nhá. Khổ thật đấy, tôi không sao cả. Ai mà chẳng có bệnh, hết cũng bệnh nọ bệnh kia. Nhưng mà để mà biết, để mà chữa được thì đó là một cả vấn đề. Bây giờ mình, bởi vì thuốc này ăn còn nên là mình cũng phải uống hết thuốc này xong mình mới uống gói siêu. Mình bóc cho các bạn. Đây nhá, đây là 2 viên thuốc. 2 viên thuốc và cách đây khoảng độ là tầm 2-3 năm gì đó, mình có nghĩa là thằng ngày nào mình cũng uống cái viên thuốc này. Ngày nào cũng uống luôn. Cho nên là huyết áp mình bây giờ cũng tương đối là ổn định một chút. Ngày nào uống. Nhiều người ở đây thì mình thấy đi bệnh viện đo thế là cao huyết áp, nhưng mà bảo uống nhưng mà người ta không uống, với lại không thời gian, hay là người ta không biết làm sao đấy. Người ta không quan trọng đâu, khuyên thì người ta cũng bảo không việc gì cả. Uống mấy cốc rượu vào là nó hết cao ngay, có gì đâu. Nhưng mà người ta không hiểu. Chỉ đến lúc mà nó phát bệnh ra rồi, nó biến chứng ra rồi thì lúc đấy là chỉ có ngồi làm việc một chỗ thôi. Ngồi một chỗ nhìn mọi người thôi. Rất là dở, mà cuộc sống mà cứ ngồi một chỗ thì mà phải nhờ mọi người đi giúp đỡ này nọ thứ thì đúng là rất là mệt mỏi. Thế cho nên mong những người có triệu chứng như thế, có cao huyết áp như thế thì nên đi ra bệnh viện mua thuốc để uống, đảm bảo sức khỏe mình, đảm bảo cho tất cả mọi người trong gia đình nữa. Bây giờ mình nằm đấy, mình liệt nằm đấy thì lại phải có người trong mình, rất vất vả. Đấy, khổ lắm. Những video như thế này là mình nói thực tế cuộc sống của mình ở bên Hàn Quốc là như thế nào cho các bạn nhé, xem nhé. Nếu các bạn đấy yêu mến mình cũng như gia đình nhà mình thì hãy cho mình một đăng ký kênh và ủng hộ gia đình nhà mình để mình có động lực làm những video hay hơn và ý nghĩa hơn gửi đến các bạn. Bây giờ thì thuốc nó uống rồi, tất cả mọi thứ xong xuôi rồi thì ngày nghỉ mà, thì mình lại phải đi lên giường mình nằm nghỉ một chút, xong rồi là đi đâu thì đi. Đây con mình ngày nghỉ để ở nhà cùng với bố đây. Ôi giời ơi, hai bố con tự chăm sóc nhau. Huế cái đấy đó. Đây bắt bạn ăn là phải lệnh bạn mãi này. Bạn ngồi bạn ăn, bạn chọc chạch, gọi là tung vào cửa ra, bỏ ăn cơm thì không chịu ăn. Đấy, mà bởi vì ăn bánh mì, ok bánh mì nhưng phải cho xem điện thoại, ok cho xem điện thoại. Bây giờ ngồi ăn đây, bánh mì sữa. Đấy, bạn ngồi bạn ăn, cứ ăn đi gì được, nhưng mà quan trọng là phải ăn. Đấy, bạn hậm hực suốt bấy giờ. Bạn thích ăn bánh mì, ok thì cho bánh mì. Bây giờ mang đi bánh mì ra, bạn chọc tứ tung bánh mì ra, không cho uống sữa được, ok thế thì ăn cái gì cũng chiều. Nhưng mà bạn phải giao hẹn với bố rằng là phải là con ăn bánh mì là phải cho con xem điện thoại. Ừ, thế là bắt đầu mang điện thoại ra cho xem xong là ăn. Thế rồi giao hẹn, giờ biết giao hẹn với bố cũng giản đâu. Đi cơm bố nhanh, thế tắt điện thoại nhá. Nó sẽ đi gầm gầm cơm bố. Nhanh.
uống con bỏ bố này mà không uống. Tôi nhìn bạn ấy ăn bạn chấm nào như giờ chung với cả ra như này. Hai bố con bắt đầu là đi xuống dưới kia để cho con đi học ở nhà thờ. Hôm nay thời tiết rất là ấm áp. Bởi vì là thứ bảy nên là nhìn rất là yên ả. Cháu ăn à? Cháu ăn à? Hai con đi học nhá, hôm nay học theo U nhá. Theo U Mana. Má sớt. Vợ mình nói bảo là 1:20 đi xuống bên dưới thì mình cứ tưởng là 1:20 người ta đến đón. Thế thôi là hai bố con đứng đây đợi từ 1:15 đến giờ. Mãi 1:40 người ta mới đến đón rồi. Thế là cứ phải đợi thôi, đợi tí nữa thì người ta đến đón. Đúng không? Mỏi chân hai bố con ngồi xuống đây. Minh hoạt sao? Hoạt thấp, đi đâu mượn? Đúng không? Bạn này, bạn nhìn thấy bạn của bạn ấy rồi, kiếp rồi. Đây. Đây. Go go. Đây là cái gì? Là cái gì? Đây. Đấy. Anh có biết đâu mà hôm nay là trên xe bắt đầu đi là thường thường là 1:40 đến giờ 1:30. Đây là đón em bé đi học nhà thờ, giờ đã về đến nơi rồi đây. Bây giờ là mình sẽ ra đón em bé, đưa em bé về. cho em bé học này, còn mua quà cho em bé, người nhà thờ ấy, người ta giúp đỡ là đưa em bé đến để học. Nói chung là nó có rất nhiều cái phương pháp rộng dạy của người ta, không xong là người ta còn cho quà mang về nữa. Đi qua bạn chúng ăn kim rồi. Ăn nhô. Công bữa. Đi công bữa. Đây là quà của em bé nha. Thôi bây giờ là video đến đây là cũng đủ dài rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.